ở đây ngộ quá bà con, ba mươi lò đậu có cái bảng rồi bà con. Xin đừng đậu xe trước nhà, ba mẹ con dừng lại chút xíu thôi. Vậy mà ra chửi rồi. Hãy ba mẹ con chạy lên đây chút. Có nhiều con người nó kỳ cục quá. Họ sợ mình đậu xe trước nhà họ nó có vấn đề gì sao. Xin thưa bà con, bác hôm nay quá trời câu hỏi luôn nè bà con. À, để coi của bác thôi nên đi. Bây giờ hàng YouTube nó không có để tên của các bác nữa, ba mấy cậu khó đọc tên của các bác luôn á, nó để A còng rồi cái tên gì đâu không à. Bây giờ ba mấy cậu chỉ đọc cái câu hỏi nha bà con, tại ba mấy cậu không biết tên của các bác cho nên các bác đừng có giận khi mà ba mấy cậu đọc mà đọc trống không mà không có nói tên họ này. Có thể quay giùm 111 ký con muộn nhất Sài Gòn không? Dạ được, hôm nay đi quay luôn. Rồi bác Hồng Võ Thị Thu 841. Nhờ ba mấy cậu làm một chuyến đi từ nhà thờ Bác Ái Bình Thạnh qua tỉnh xá trung tâm, ngã tư Xóm Gà, đường Tăng Bạc Hổ, ngã năm Bình Hòa, vô trường Bình Hòa xưa. Phía sau trường có đình thần Bình Hòa. Năm 1974, mình học trường Bình Hòa lớp 6B1 Pháp Văn. Nếu may mắn có thể gặp lại bạn, các bạn 6B1 xưa. Cảm ơn ba mấy cậu nhiều. Dạ được, chắc hôm nay thì lên đó thì bây giờ chạy lên thì nó không kịp, xa quá. Chắc có lẽ là để ngày mai. Ngày mai ba mẹ cậu sẽ chở bà con của bác đi về Bình Thạnh nha. Rồi, trước 75 có nhiều địa danh như Bác Ái và Cộng Hòa, xuất xứ từ đâu vậy ba mẹ cậu? Cảm ơn nhiều nhiều nhé. Ồ, cái câu này thì nó hỏi khó quá. Có các cô chú, anh chị và các bạn nào có thể giúp ba mẹ cậu trả lời cái câu hỏi này được không? Địa danh Bác Ái, Cộng Hòa. Địa danh Bác Ái thì ba mẹ cậu nhớ mang máng là ba mẹ cậu có từng đọc ở đâu, là ở đâu ngoài Ninh Thuận đó bà con. Có một cái địa danh Bác Ái mà không biết phải không. Còn Cộng Hòa thì không biết. Rồi bác Nguyễn Ái Quốc 6169. Xin đố hỏi ba mẹ cậu đấu chiến thắng Phật bị Như Lai Phật Tổ đè giam với ngọn núi nào? Và bao nhiêu lâu trước khi phò Kim Thiền Tử chiên đàn công đức Phật đi thỉnh kinh đại thừa ở Thiên Trúc? Wow, giờ bác giờ bác chơi với ba mẹ cậu tới tay du ký luôn rồi. Rồi ok, vậy là bây giờ mình có một cái địa điểm là 111 ký con. Nhờ bây giờ bà con của bác cùng với ba mẹ cậu lên đường mình đi nha. Chà, đầu tiên phải đi đổ xăng trước rồi đã, hết xăng rồi. Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. À, rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba mẹ cậu. À, Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 10 tháng 8, 2023. Bây giờ là 10 giờ sáng. À, ba mẹ cậu đang có mặt ở đây là chợ Nhật Tảo nè bà con. Chợ này hồi xưa ta trước á, người ta gọi đó là chợ Gia Bà Bầu. À, đính chính xác nữa phải gọi là thêm là chợ Cây Gia Bà Bầu mới đúng. Nhưng mà thôi Gia Bà Bầu cũng được, tại vì con đường này hồi xưa đường Nhật Tảo này là đường Gia Bà Bầu nha bà con. À, chợ hôm nay sao có vẻ nó vắng quá bà con. Bình thường cái ngôi chợ này nó đông lắm, xe không có chạy mong bon gì đâu. Ồ, đây thịt heo nè. À, quá trời luôn. Gặp cái cảnh này nhiều quá thôi.
qua chứ. Trời ơi, sao hôm nay trên đời này có nhiều cái chuyện lạ ghê luôn á bà con. Sao ba mẹ còn thấy nhiều quá. Hồi nãy ở chợ Bình Thới, ba mẹ còn gặp một người mặt mày bị phỏng rồi ngực tùm lum hết. Rồi giờ ba mẹ còn ra chợ Nhật Tảo này, ba mẹ còn cũng thấy một người luôn bà con. À, mặt cũng phỏng mà nguyên cái mình mấy thấy ghê quá. Ba mẹ còn nhìn mà ba mẹ còn nổi da gà luôn á. Rồi nhưng ba mẹ còn hình dung cái cảnh tượng mà nước sôi hay là gì mà nó phỏng vô người vô đó, chịu sao nổi trời. Đáng thương quá, hôm nay tự nhiên gặp hơi bị nhiều luôn á bà con. Mà có cùng một cái giống nhau là cái mặt với lại cái lưng với lại cái ngực với lại cái cánh tay bên tay phải là bị. Ghê quá, sao trên đời này có nhiều người mà nó giống nhau dữ vậy trời. Thấy đáng sợ thiệt luôn á. Cái ngôi chợ này hồi xưa là chợ Bà Hạt được á. À quên, đi đổ xăng. Ở ngoài đây có cái cây xăng, mình đi mình đổ xăng nha bà con. Xin thưa bà con cô bác, đổ xăng ở Việt Nam mình nó sướng hơn ở nước ngoài. Ở nước ngoài dù bà con cô bác có muốn hay muốn thì cũng phải tự đổ. Cũng có một số cái cây xăng thì có người đổ giùm nhưng mà hiếm lắm. Hiếm lắm, ba mẹ gồ thấy hiếm. Bà ba mẹ gồ đi, bây giờ không dám nói nước Mỹ, dám nói nước Úc thôi. Ba mẹ gồ đi khắp nước Úc luôn, ba mẹ gồ cũng không thấy ai cây xăng mà đổ giùm cho mình nữa. Đi mấy nơi luôn á trên không thấy, thấy mình tự đổ mà. Và mình phải đi vô bên trong để mình trả tiền. À còn có những cái cây xăng thì mình có thể mình trả tiền bằng cái gì đó, mình tại cây xăng cũng được nhưng mà bắt buộc mình phải tự đổ. Còn ở Việt Nam này nè, giờ bà con bà bắt xem ba mấy cầu chạy vô đổ nè. Xuống cái gạt trống. Đầy bình anh. À là mở nắp ra ta bơm đầy bình rồi đưa tiền thôi. Thậm chí người ta còn kêu mình nó nhớ để ý nha. À, để ý số đồng hồ. Đây bình á. Vậy là xong đó bà con bác thấy không, nhanh gọn lẹ. Đại bình anh, rồi anh sẽ chỉ cái tay lên đồng hồ kêu mình để coi á, tránh cái tình trạng gian. Rồi sau đó bơm, sau đó anh cũng nhanh gọn lẹ 90 là mình viết 90 rồi đưa xong bà con bác không. Một cái hành động mà mình vừa đi vô đổ xăng, ba mươi rồi chạy vô đổ xăng mà con có bác đếm thử rồi chưa được bao nhiêu lâu đâu, khoảng phút 2 phút là cùng. Nhưng mà ở nước ngoài khác nha, đi vô phải đậu vô bãi, phải lấy cái kỳ rồi đó, đó, đó. Nói chung là đổ xăng nước ngoài thời gian nó mất lâu hơn là đổ xăng ở Việt Nam.
con đường này là đường Lý Thái Tổ. Giờ ba mấy giờ đang chở bà con bắt đi về hướng Ký Con nha bà con, để đi ra cái chỗ Ký Con. Ký Con đó hồi xưa là gần chợ cá Cộng Lãnh á. Ở đây có hủ tiếu Nam Vang Thành Đạt nè. Đúng là nghĩa cái tên Thành Đạt đó bà con. Từ mà đi làm công cho người ta về bán hủ tiếu Nam Giang, mà cuối cùng mình tự mình mở cái hủ tiếu Nam Giang luôn. Một cái nghị lực vươn lên. Cái đây là có thể là một cái bài học dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp đó bà con. Ở Việt Nam bây giờ nó có nhiều cái gọi là truyền á, truyền gì, truyền động lực hay là cái gì đó, quên bả rồi. Cái gọi là cái gì ta? Cái gì mà những người thành công mà đi truyền lửa đó bà con. Mà nó gọi cái câu gì ba mày còn quên cái từ đó rồi. Con đường này đường Phạm Viết Chánh nè. Bên đây là đường Nguyễn Tường Thục nè. Bên đây là bên phải là công viên Phong Châu nè. Hồi xưa có đường rầy xe lửa bên đường Phạm Viết Chánh á. Khu này là khu bán sách cũ nè bà con. Bà con cô bác có biết á, từ đó giờ bà con cô bác có câu những cái cuốn sách nào mà về Sài Gòn xưa mà hay hay không bà con? Có các cô chú anh chị và các bạn nào có biết thì xin giới thiệu giúp ba Michael với. Bữa giờ mấy cuốn sách Sài Gòn xưa ba Michael đọc cũng hầu hết, nó cũng gần hết rồi. Ba Michael muốn tìm lại những cái cuốn sách Sài Gòn xưa, mà đặc biệt là có những cái tấm hình cũ á bà con. Tấm hình cũ hồi xưa đó, trước năm 75 á. Các cô chú anh chị và các bạn nào mà có biết cái cuốn sách đó có thể bán lại cho ba Michael cũng được, hoặc là chỉ cho ba Michael chỗ mua cũng được. Ba Michael đang cần, rất cần mua những cái cuốn sách mà nói về Sài Gòn xưa, Sài Gòn thôi nha bà con cô bác. Còn mấy cái địa danh khác thì xin thưa bà con cô bác, sợ cái bộ nhớ ba Michael nó không vô nổi. Nếu bác nào có biết được cái cuốn sách nào mà viết về Sài Gòn hồi xưa, hoặc là những cái bản đồ Sài Gòn xưa, đa phần bản đồ Sài Gòn xưa ba mấy cô cũng nghiền ngẫm hết rồi. Nói chung cũng ba mấy cô cũng nghiền ngẫm hết rồi, nhưng mà bà con cô bác cứ giới thiệu đi, cái nào mà ba mấy cô coi rồi thì thôi, còn cái nào mà ba mấy cô chưa coi thì ba mấy cô sẽ coi rồi để ba mấy cô chia sẻ với bà con cô bác. Đây là bệnh viện Từ Dũ nè. Rồi, người dân người ta đi khám bệnh đông lắm rồi con. Tính ra người thời buổi bây giờ dân số Việt Nam càng ngày càng tăng đó bà con, cho nên bệnh viện đẻ nào cũng nhiều người đó. Cơm ngon, đi xì cúc, rồi đụng xe, một đụng xe ngay đầu hẻm đó bà con. Cái hẻm này là hẻm đi vô cái ra trường Bụi Xuân nè. Hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai. Trời, xin thưa bà con cô bác, trường Bụi Xuân của ba Michael giờ tự nhiên nó bị vướng vô một cái tin, thấy nó buồn ghê bà con. Đây có bọn Thứ Hải. Buồn ghê, tự nhiên giờ trường Bụi Xuân là bị bên cơ quan thuế yêu cầu là gì, là phong tỏa tài khoản gì bà con.
ha, do không có chịu đóng thuế gì đó, thấy buồn dễ sợ. Rồi 30 cầu quẹo đây nè, đây là ngã 6 Sài Gòn nè, quẹo đây là đường Nguyễn Thị Nghĩa nè. Đường này hồi xưa là đường Phan Văn Hùm nè, bên tay trái này là bến xe nè. Ở trước mặt bên kia đó là cái trường Tân Thanh. Còn đây là khách sạn Lê Lai. Đó, đây là bến xe. Đây đây hồi xưa đó là ga xe lửa Sài Gòn đó bà con. Mình đang đứng ở bên trong sân ga nè. Bên tay phải 30 cầu đây là hồi xưa là có khách sạn Nam Đô rồi con. Giờ đó tòa nhà ký túc xá nè, ký túc xá của Đại học Y Dược. Hồi xưa nó là khách sạn Nam Đô. Rồi giờ mình sẽ quẹo qua đây để mình đi tới đường Ký Con. À, giờ mình quẹo qua đây là đường Trần Hưng Đạo. Đây là trường Trương Minh Ký nè. Rồi bên đây là trường hồi xưa là Tôn Thọ Tường nè, hay còn gọi là đầu tiên là trường Chợ Đuổi á. Đây là Nguyễn Kim. Bên tay trái và mày cầu đây nè, hồi xưa đó là tòa hành chánh quận nhì. Giờ để ba mày con đi ra cái đây là đường Vết Xanh. Đây thường người dân Việt Nam ở Sài Gòn này thường hay gọi đây là đường Vết Xanh, nhưng mà tên tiếng Pháp nó phải gọi là Vết Xanh nha bà con. Bên đây phải là chùa Trường Trường Thạnh. Hồi đó thì cái Trường Thạnh này là có cái rạp nè bà con. Rạp này là rạp Long Duyên. Trên con đường Dạ Xin này thì có một cái bốt cảnh sát quận nhì hồi xưa ở đây, ty cảnh sát quốc gia quận nhì, hay còn gọi là bốt quận nhì đó. Bây giờ nó là công an quận nhất. Đây là chợ này, chợ Dương Sinh. Chợ này là chuyên bán đồ lính nha bà con. Đó có một người đang mặc đồ lính đi vòng vòng kìa đó. Bên đây là Phụng Sơn Tự nè. Hai đây là con đường Ký Con, giờ ba mẹ con sẽ kiếm số 111. Ở đây có quán mì gia truyền này ăn ngon lắm nè bà con. À,
bên tay trái này có một cái khu chung cư. Khu chung cư này ba mẹ cô không biết là nó có trước năm 1975 không mà con. À, các cô chú anh chị và các bạn nào có biết thì xin chỉ giúp ba mẹ cô nhé. Cái chung cư này thấy có vẻ cũ cũ hồi xưa này mà không biết có từ đời nào rồi bà con. Còn đi thẳng xuống dưới hồi xưa đó là chợ cá đó, chợ cá Cộng Lãnh. Đây căn này. Ôi chà, căn này nó vẫn còn giữ nguyên như xưa luôn á nha. Đây xin đưa bà con cô bác. Những cái căn này nó vẫn còn như xưa luôn nè bà con. Kiến trúc hồi xưa đó. Con đường Nguyễn Thái Bình, con đường này hồi xưa là đường Nguyễn Văn Sâm nè. Đường này đường Canh Mét. Bò Né Bà Nủi. Bà Nủi này là bán chắc luôn. Cái tiệm trong đó là tiệm của người Hoa á. Bánh Mía Sóc Trăng. Con đường này là đường Phó Đức Chính. Đường Phó Đức Chính này là xin thưa bà con bác, ở đây có một cái trường Khai Minh nè. Trường này trước năm 75 là trường của người Tàu nè. Trường tiểu học Khai Minh. Con đường này đường Nguyễn Công Trứ. Cái chỗ mà Ariban này bà con, đó cái khu này nè. Hồi xưa đó là ngân hàng Tín Nghĩa của ông Nguyễn Tuấn Đời đó bà con. Và ở đây là Thượng Nghị Viện. Cái tòa nhà này là bà con, hồi xưa đó là rạp Ca Thây á. Đây là rạp Ca Thây nè.
bên đây là ngân hàng quốc gia nè bà con, ở phía sau đây là đường Pasteur. Bên tay trái bà con có thấy cái kiểm toán nhà nước không, khu vực 4 không? Hồi xưa đây là tòa đại sứ quán Đài Bắc đó bà con. Tòa đại sứ quán Đài Bắc. Rồi sau khi ở đây bị đánh bom, cái tòa đại sứ mới dời về đường Hai Bà Trưng. Bên tay trái mà mình gọi đây hồi xưa là chợ thú vật nè. Khi mà con đi tới đây, bà con bắt thấy mấy cái bà kia ra, người ta bán mấy con chó, con mèo, mấy con, nói chung mấy con thú vật á. Nên là mình gọi là chợ thú vật. Ở đây là trường Cao Thắng. À, bên tay phải ba Michael rồi con. Đây đây hồi xưa đó là rạp Hồng Bàng. Rạp Hồng Bàng. Giờ mình quẹo ở đây con đường Quỳnh Thúc Kháng. Con đường này hồi xưa là bán đồ điện tử. Rồi đường này đường Tôn Đức Đạm nè, ở đây là chợ cũ Sài Gòn nè. Mình quẹo qua đây có cái rạp nữa, hình như là rạp Nam Việt thì phải, rạp Nam Việt. Còn bên tay phải ba mươi cầu đây là cư xá điện lực nè, giờ là bãi giữ xe. Ở đó bên tay trái đây có cái nhà bảo xanh đó. Đường này là đường Hồ Tùng Mậu nè. Hồ Tùng Mậu này hồi xưa là đường Võ Duy Huy. Quán cà phê này bán có vẻ được nè bà con. Hồi xưa ngay đây không có quán cà phê nào hết á. Khi mà bà con bác chạy ra tới đây á, ngay vô đường Quỳnh Thúc Kháng với Lê Lợi nè, các cô bác sẽ thấy người ta bán mấy cái băng đĩa, mấy băng đĩa nhạc nhiều lắm. Rồi vô trong đó tha hồ mà lựa, nơi đó là nơi bán băng đĩa. Còn bây giờ họ chuyển qua họ bán cà phê rồi. À, đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. À, bên tay phải là mấy cầu đây là tổng nhà ngân khố. À, nó là kho bạc các bà con. Bây giờ nó cũng là kho bạc. Đi bộ hôm nay trời không có nắng, thành thử đó mát. Đó mà hồi xưa một cái phong trào rộ lên uống cà phê muối đó bà con. Trời ơi, dân chúng xếp hàng uống cà phê muối nhiều lắm. Nhưng mà xin thưa bà con bác, bây giờ thì hết rồi, bớt rồi. Trời, bà con quát xem nè. Trời ơi, te tua chưa? Nguyên một cái dãy phố. À. Trời ơi, đóng cửa thê thảm chưa? Nguyên dãy phố luôn nè bà con. À. Bà
vẫn chưa phục hồi lại được nha bà con. Trung tâm thành phố lại vô uống ly cà phê muối. À, giờ bà con bác thấy không, giờ đâu có còn đông nữa đâu, nhân viên đông giờ cũng ngồi chơi. À, qua cái thời mà người ta xứng xếp hàng rồi, chứ hồi đó mỗi lần đứng đây đứng xếp hàng cực lắm. Lấy anh ly cà phê muối mà bỏ đá nhiều cho anh. Làm miếng kèm muối nữa. Bà con bác thấy cái cách làm không? Rắc thêm một miếng muối gì đó. Rồi, kết thôi. Rồi, mời bà con các bác uống với ba mày còn nha. À. Thật sự uống cũng ngon, nhưng mà cái gì cũng vậy bà con, qua thời rồi. Việt Nam mình nó có một cái ngộ lắm, cái gì mà mới ra cái là dân cũng mùng kéo nhau đi, rồi sau đó thì mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường. Trời ơi, người ta đang làm gì nè bà con, hốc rác. À, vứt rác á, dưới hồ. Còn bên đây hồi xưa là mini rác nè bà con. À. À, vẫn còn đóng cửa nè, thấy thảm chưa? À. Con đường mình đang đi là con đường Lê Lợi. Ba mày còn ghét cái chỗ này lắm rồi bà con. Nói thiệt ghét, cực kỳ ghét. Bà con có thấy ba mày còn chạy giống cái cảm giác là ba mày còn đang vượt đèn đỏ không? Đó, nhưng mà bên kia kìa, đó, ta đứng kìa, nhưng mà ngộ lắm. Trời ơi, coi thề thảm chưa bà con. Ừ. Đây, cái tiệm tiệm nào ta, hình như đây là hồi xưa là tiệm cắt tóc Ngô Đạt nè bà con. À, bây giờ là nhà sách phụ nữ nè. Rồi nhà sách Sài Gòn, nhà sách Sài Gòn này hồi xưa là nhà sách Khai Trí, kế bên nhà sách Khai Trí này nè, hồi xưa rồi cũng là nhà sách nè bà con, mà ba mới còn quên tên nó là tên gì rồi, hình như dân tộc quên rồi. Còn cái chỗ này là hồi xưa đó là cái tiệm thuốc tây, đây là hồi xưa là nhà sách nha bà con. À, nhà sách nói chung là nguyên cái con đường này nhà sách nhiều lắm. Để bữa nào ba mẹ cậu kia coi lại rồi ba mẹ cậu nói cho bà con bác nghe kế nhà sách dân Khai Trí đó là nhà sách gì. Nhìn qua bên kia hồi xưa đó là nhà thuốc Mẫu Tâm á, kế bên Mẫu Tâm đó là cái hầm Rượu Vang Đỏ. Rồi kế bên hầm Rượu Vang Đỏ đó là cái rạp Vĩnh Lợi. Rồi kế bên rạp Vĩnh Lợi đó là nhà hàng Thanh Bạch.
trên cái nhà hàng Thanh Bạch có một cái vũ trường. Vũ trường đó tên gì ba mình còn quên rồi. Còn đây là nhà hàng Kim Sơn nè. À, trên nhà hàng Kim Sơn đó là vũ trường Liberty. Đó, bà con có bác xem nè, vẫn còn thê thảm. Trung tâm Sài Gòn bây giờ vẫn còn chưa có phục hồi được nha bà con. Cái con dịch vật đó nó quất cho một phát một mà đến 2 năm nay vẫn chưa hồi phục được. Không thể ngờ được. Chợ Bến Thành rồi bà con. Đang làm gì đây? Đó. Xin lỗi bà con quá. Cái gì đây? Trồng cây trước chợ Bến Thành nè bà con. Độc đáo chưa? Kìa, kia đụng xe kìa. Đó. Đó, trồng không biết cái cây này là cây gì đây nè. Bà con cô bác có thể cho ba mấy cậu biết cái cây này là cây gì không bà con? Hình như có cái bông nè. Bông này nó ra cái bông gì màu trắng trắng đỏ đỏ gì nè. Không biết nó có thơm không ta. Bà con cô bác có biết cái cây này cây gì không bà con? Thấy lạ quá. Đó, từng chùm bông luôn nè bà con. Đó, từng chùm bông đỏ đỏ trắng trắng nè. Khách nước ngoài đi chơi nè. Ba mấy cầu nể mấy người nước ngoài ghê bà con. Họ đi ra ngoài đường họ thả rong luôn á. À, mà họ mặc đồ rất là mỏng mà họ không sợ nắng á trời. Nể ghê luôn á. Dân Việt Nam đi sợ đen muốn chết luôn mà người nước ngoài. Việt Nam mà thấy nước ngoài mà đi chỗ đó lắc đầu lè lưỡi. Mà bữa ba Michael nghe có một bác nói ba Michael là ở bên xứ châu Âu á, người phụ nữ hay người đàn ông con trai nào đó mà đen đen giống như ba Michael vậy nè. À, như vậy những người này có nước da như ba Michael mới lại gọi là những người giàu nha bà con. Tại sao gọi họ là những người giàu? Bởi vì họ có tiền. Tối ngày họ cứ đi chơi du lịch miết à. Họ đi nước này, họ đi nước kia, họ chơi. À, cho nên là những người đó là những người có tiền. À, còn những người mà da trắng á, thì họ nói rằng á, là những người đó là cái những người làm ở trong văn phòng. Tối ngày cứ úp ra mặt vô mà đi làm, đi cày, đi kiếm tiền, trả nợ, tiền nhà, tiền bill, nói chung là tiền bill, tiền nhà, tiền xe gì đó. Cho nên đó là những con người nhà nghèo. Thành thử ra ở nước ngoài á, là người ta cứ thích đi làm cho cái làn da nó rám nắng kiểu này nè. À, như da của ba Michael gọi là da xịn đó nha bà con. À, giống như nè, à, trắng bóc nữa không? Da trắng bóc nè, bà con bác thấy không? Da trắng bóc à, ở đây nó đen nè. À, tức có nghĩa là giờ ba Michael mà đi qua bên châu Âu á, hay là nước ngoài cái là ta nói ba Michael là dân nhà giàu nha bà con. Ba Michael là đại gia đó. Bởi vì sao? À, làn da rám nắng. Có tiền nó đi chơi miết à. À, nhưng mà họ đâu có biết rằng là ở Việt Nam mà những người như da ma mê cồ vậy nè là những thuộc dạng mà phải đi cày á bà con. Tối ngày cái nhông nhông ngoài đường đi cày á. À, còn mà những người mà ở trong phòng mà trắng bóc á, dân Việt Nam thích da trắng á bà con. Đó, giống như là mấy người mà ở bên châu Âu á là dân Việt Nam khoái lắm, thích làn da trắng hồng như vậy á. Như vậy mới là biểu tượng của sự sang trọng quý phái. Dân nhà giàu, không có đụng tay, đụng chân gì hết. À, không có đi làm việc, chật nhọc. À, bà con có bác thấy không? Cuộc sống hai cái
hai cái quốc gia gì, hai cái châu Á châu Âu, phương Đông với phương Tây. Cuộc sống của phương Đông phương Tây bà con có thấy nó trái ngược nhau hẳn không? Cái thứ mà tệ nhất của phương Đông thì nó lại là cái xịn nhất của phương Tây, mà cái xịn nhất của phương Tây nó là cái dở nhất của phương Tây, nó là cái xịn nhất của phương Đông. Nó tự trao đổi, nó chéo ngoe vậy đó. Thành thử ra cái giờ nói ra bị chửi nè. So sánh nghe nữa bị chửi rồi, thôi không so sánh đâu. Lâu lâu có nổi hứng cái thường hay nói, mà nói một cái mà xin thưa bà con bác, kênh của Michael tới mấy ngàn người mà 9 người ngồi ý, nói được đúng ý người này thì chật ý người kia. Đôi khi cái chuyện đó nó là đúng, nó diễn ra trước mắt luôn vậy đó, nhưng mà vẫn chửi. Có những người ở bên nước ngoài á, họ làm YouTube á, họ chê nước ngoài nhiều lắm nha. Họ quay phim thực tế á, cái gì mà homeless ngủ ngoài đường rồi lạnh buốt gì đó tùm lum á, khổ sở này nọ, giống như ở dân Việt Nam rồi đi quay mấy người nghèo á. À, thế là nước ngoài vô trong nó chửi á, khen chê ở đây đi về cút về bên Việt Nam ở đi. Đó mà còn hay khổ không? Quay thực tế cũng bị chửi chứ bộ. Bắt đầu cái ba Michael đang có thấy có vẻ nói tầm bậy tầm bạ rồi đây. Mệt rồi đó, mệt là bắt đầu cái sổ rồi đó. Thôi bà con cô bác xem đường phố nha. Đây là cô bác mắc siêu thị đầu tiên ở Sài Gòn đó bà con. Giờ mình quẹo qua đây nên bà con bắt con đường này, con đường Phạm Viết Chánh hồi đó nè. Cái đường này xe lửa nằm ở đây nè bà con, nó không phải nằm ở giữa đường đâu nha, nó nằm bên hông đây nè. Ủa phải không ta, để bà mày cầu nhớ lại coi, đường này xe lửa nó nằm ở giữa hay nằm bên đây ta. Chết rồi, bà mày cầu quên rồi. Hình như nó nằm ở bên hông này nè, chứ nó không có nằm ở giữa đường đâu. Bà mà con cô bác có nhớ là giúp ba mày cầu cái, hình như nó nằm ở đâu đây nè, nằm ở đây hay nằm ở giữa đường ta. Cái tuyến đường này là tuyến Sài Gòn Mỹ Tho nè. Bên tay trái này là xưa là truyền tin quân đội. Ông ba mày cầu nhớ rồi, hình như nó nằm ngay góc này nè, nó không phải ở giữa mà nó cũng không phải nằm sát ở đây mà nó nằm ngay giữa đường này nè. Rồi bắt đầu đi tới đây nè, bắt đầu nó xiên hẳn qua đường Bùng Binh, nó đâm hẳn qua đường Hùng Dương luôn. À, con đường này nè, đó xéo góc ở đây nè. À, đầu xe này nó bị hấp hơi nước nè, cái đèn đó là nó bị vô nước đó bà con quá thấy không? À, nó bị nứt nè. À, do cái đèn này bị nứt. À, nước đọng trong cái thành đó bà con quá thấy không? À, Dư Lan Kinh Đô. Năm nay là ba mày cầu dám khẳng định với bà con bác luôn, dự báo là năm nay là lạng quạng là bánh trung thu ế nữa. Giờ người dân bây giờ người ta lo cơm áo gạo tiền không, người ta cũng hết để ý tới chuyện mà ăn lễ trung thu rồi.
với thêm phần nữa bánh trung thu Như Lan bà con bây giờ nó bán bánh trung thu xuyên nguyên năm luôn. À, 12 tháng trên 12 tháng mà con quát muốn ăn bánh trung thu rồi ra Như Lan là có. Chính vì lẽ đó cho nên bây giờ người dân người ta cũng chả mặn mà nữa. Hồi xưa có lâu lâu có một lần thì người ta mua ăn người ta đùng đùng. Chứ còn giờ ngày nào cũng muốn ăn cũng có hết thì thôi thì cần chi bận tâm đến ngày lễ trung thu mới được ăn bánh trung thu. Con đường này là đường Phùng Vương. Thôi chắc ba mấy cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.